Nghĩa, chỗ này còn đau không con? Cảm ơn dì, tôi không có còn sao. Còn đau không? Tôi hết đau rồi. Đưa dì coi. Chờ dì coi một chút thôi. Dì làm cái gì vậy? Tránh ra đi, tôi còn đi dạy tôi học bài nữa. Buông ra. Nghĩa, Nghĩa, đừng làm nặng. Đau, đau nghe con. Sao thà lại biết thằng Nghĩa bị đau chỗ đó? Em à, có chuyện gì vậy anh? Em có nói cho ai biết chuyện thằng Nghĩa con mình bị tai nạn không? Dạ không, em chỉ nói là thằng Nghĩa bị bệnh. Ngay cả với cô Thà em cũng giấu. Mà sao anh lại hỏi vậy? Không, tại vì anh sợ nếu như chuyện này lan ra ngoài thì sẽ không tốt cho con. Em hiểu rồi, anh đừng có lo nha. Em ngủ đi. Hiền không nói thì làm sao mà Thà biết được. Anh sợ Thà lo lắng, đúng không? Ba tôi sắp về rồi đó, anh ngồi chơi chờ ba tôi đi. Quê à, anh có chuyện cần nói với em. Tôi không có chuyện gì cần nói hết á. Nếu muốn tốt đẹp thì đừng nên đối xử với anh theo kiểu này. Anh hù tôi hả? Anh không hù, anh chỉ nói sự thật thôi. Một sự thật mà không có gì thay đổi được. Cho dù em có bằng lòng hay không, một khi anh đã muốn thì chắc chắn em sẽ thuộc về anh. Cưng hay dù dập là do em đó. Anh nghĩ anh là ai vậy mà anh có quyền sinh sát trên tay? Dĩ nhiên anh phải biết anh là ai chứ. Em được thấy anh một hai rồi cưới mà em lên mặt với anh, em lầm to rồi. Để rồi coi, em sẽ trở thành một con ở trong nhà anh. Anh sẽ đầy đọa em đó. Em sẽ trả giá cho cái sự kiêu căng của em. Anh nghĩ là biết bộ mặt thật của anh mà ba tôi vẫn gả tôi cho anh sao? Không gả thì còn làm sao? Chỉ cần tôi trở mặt là ba em sẽ tiêu đời. Em nên nhớ, ba em mất cần tôi chứ không phải là tôi cần ba em. Rõ chưa? Bà cũng phải ráng ăn cho nhiều vô mới có đủ sức mà chăm sóc cho tôi. Ai quởn đâu mà chăm sóc ông hoài. Vậy thôi, từ nay nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn đi. Ông nói đó nghe, tôi mà bỏ ông 3 ngày thôi là ông khô còn hơn con khô của tôi nữa. Mà thôi kệ, kiếp trước chắc tôi cũng mắc nợ nhiều lắm đây nè, nên kiếp này ráng trả cho hết. À chết cha, quên nữa. Hồi sáng này ra chợ tôi gặp cô Dân ở kế bên nhà vợ chồng thằng Ân á. Cô nói là thằng nhỏ khỏe re rồi, khỏi có lo nữa hen. Rồi bà có xì ra cái chuyện nhỏ bị đâm không? Trời đất ơi, tôi cũng biết giữ danh dự cho cháu tôi chứ bộ. Lộn như tôi nhiều chuyện lắm vậy. Giỏi, có tiến bộ à.
Ủa, em xin lỗi. Cứ để đó cho anh, em vô trong đi. Sao hôm nay em lại khách sáo xin lỗi anh? Em nghỉ ngơi đi, anh lụm cho. Ủa, mà em đi về lúc nào anh không hay gì hết? Em thấy anh đang suy nghĩ điều gì đó, nên em không muốn làm anh bận tâm. Có gì đâu em. Anh ơn, hôm nay con mình đi học lại. Em cầu mong đừng có chuyện gì không hay xảy ra cho nó. Em đừng có lo, nó sẽ không sao đâu. À, sắp tới ngày đám giỗ của bà nội thằng Nghĩa, anh muốn về thăm mộ má. Em nói với thằng Nghĩa coi, lo sắp xếp rồi anh đưa hai má con cùng về. Dạ, em cũng nhớ nhà ở dưới đó. Biết mình về chắc cậu mợ vui lắm, nhất là có thêm thằng Nghĩa nữa. Vậy em hỏi nó coi, hôm nào nó rảnh á thì mình đi chung. Vợ chồng mình phải phụ thuộc vào ngày của nó rồi á. Dạ. Tôi hết đau rồi. Cho dì coi, một chút thôi. Dì làm cái gì vậy? Tránh ra đi, tôi còn đi dạy tôi học bài nữa. Buông ra. Nghĩa, Nghĩa, đừng làm nặng, đau. Thà ơi, em đã tỉnh lại hay chưa? Sao lòng anh lại hoang mang đến như vậy? Ba đây, con. Ba đi đâu ngoài này vậy? Ba lạnh quanh ở đây thôi, đâu có đi đâu đâu. Con kiếm ba có chuyện gì không? Dạ, con tìm ba để ký giùm con số liên lạc. Đi. Dạ. Sao mà tháng vừa rồi học lực của con sa sút quá vậy Nghĩa? Dạ, con xin lỗi ba má, con sẽ không để tình trạng đó xảy ra lần nữa đâu. Ba chỉ nhắc nhở con vậy thôi, chứ ba với má không có trách con đâu. Sức khỏe vẫn là chính nha con. Dạ, con cảm ơn má. Đưa cho ba cái giấy coi. Bữa nào mà không thấy ba thì đưa cho má ký cũng được. Không cần tới phải đưa cho ba ký bằng được đâu nha con. Lần nào mà con đưa sổ về cho má ký, má cũng bắt đợi ba hết á. Ủa, sao lạ vậy em? Bây giờ con nó nói mới nhớ ra, từ hồi nó mới bắt đầu đi học tới bây giờ, chỉ có một mình anh mới ký tên vào sổ liên lạc. Sao kỳ vậy ta?
Thì tại em muốn dành cái đặc quyền đó cho anh. Nè con, đúng ra cái đặc quyền này á phải thuộc về má con mới đúng. Bởi vì người gần gũi dạy dỗ con nhiều nhất chính là má con đó. Ba, má, con rất là hạnh phúc khi được là con của ba má. Má cũng rất hạnh phúc, rất tự hào được là má của con. Ba, má, con luôn mong muốn gia đình mình được hạnh phúc giống như biết bao nhiêu năm qua. Con tự hào về ba, con tự hào về má. Con luôn tâm niệm sau này con lớn lên, con sẽ trở thành một người đàn ông giống như ba, hết lòng thương yêu và chung thủy với vợ con. Và có một người vợ giống như má, hiền lành, đảm đang, còn dám chắc. Hạnh phúc của gia đình mình được rất nhiều người ngưỡng mộ và mong muốn. Ba, má, mình sẽ giữ gìn điều này mãi mãi nha. Ủa, ba với má sao vậy? Bộ con nói gì không đúng hả? Không con. Gia đình hạnh phúc là điều mà tất cả ai cũng mong muốn con à. Chỉ có điều là nghe con khen tặng vậy, ba với má thấy mắc cỡ thôi. Ba, trên đời này sẽ không tìm được người nào thứ hai giống như má thương yêu cha con mình đâu, đúng không ba? Con nói không sai. Bởi vậy ba đừng có làm cho má con buồn nha ba. Hải à, con tính cưới vào tháng tới hả? Dạ, má con đi coi thầy rồi. Thầy phán tuổi của con á là phải cưới vợ trong tháng tới, là phất lên á như diều gặp gió luôn. Gia đạo á thì đầy quề, con cháu á ăn ba đời, khỏi lo gì đói khổ. Chính vì vậy á nên ba má con á mới hối con là phải cưới vợ liền nè. Hải à, nhưng mà con Huệ nhà bác vẫn chưa học xong mà con. Trời đất, cần gì phải học bác. Con cưới Huệ về á là chỉ để Huệ ở nhà chơi không thôi. Khi nào mà có con á là chỉ có một nhiệm vụ là chăm sóc con cái thôi. Cần gì mà phải học hành chi cho nó vất vả bác. Nói thì nói vậy, chứ bác đã nuôi nó mười mấy năm trời ăn học rồi, cũng phải để cho nó lấy cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cho bằng chị bằng em như người ta chứ con. Trời, người ta cần cái bằng để đi xin việc làm nuôi sống bản thân, mình không cần. Mình lấy cái bằng để làm cái gì hả bác? Thôi được rồi, để bác về dò ý con Huệ coi sao. Bác không cần hỏi, con cũng biết á là Huệ sẽ không đồng ý. Huệ còn nhỏ, suy nghĩ chưa tới đã đành. Con chỉ hy vọng ở bác thôi. Con hy vọng á là bác sẽ nhìn xa trông rộng để giữ cái lời hứa với con. Con yêu Huệ thiệt lòng. Làm vợ con á là Huệ sẽ có tất cả. Bên cạnh đó, chuyện làm ăn của bác cháu mình á sẽ càng ngày càng thêm thuận lợi. Trong cái chuyện này á, bác chỉ có lợi chứ đâu có mất gì, đúng không bác? Vậy bác sắp xếp khi nào thuận tiện đi rồi cho con biết. Con biểu ông bả qua. Huệ à, hôm nay chuyện học hành của con sao rồi con? Dạ mệt lắm ba, bài tập nhiều lắm. Vậy thôi nghỉ học đi con. Ba nói giỡn hoài à. Ba nói thiệt đó, ba không có giỡn đâu. Thấy con học hành xuống sức, ba lo lắm. Dạ có gì đâu ba, bạn bè con cũng như vậy mà. Nhưng con thì khác. Đám bạn con dù muốn dù không cũng phải đeo tới cùng. Nhưng con không giống tụi nó đâu, cần gì phải cố sức vậy. Con không giống họ chỗ nào hả ba? Tụi con là học sinh cuối cấp, cũng giống như nhau thôi. Dù con không cần phải học cũng có cuộc sống đầy đủ an nhàn. Nè,
Thằng Hải hứa chắc với ba điều đó rồi đó. Sao tự nhiên ba nói điều này chi vậy? Không phải ba con mình đã bàn bạc trước rồi sao? Là khi con tốt nghiệp xong thì mới bàn tới chuyện này mà. Ừ, thì ý ba là như vậy. Nhưng về gia đình bên thằng Hải nó hối thúc là cuối tháng sau thì phải cưới đó. Vậy mà ba cũng đồng ý hả? Ừ thì ba thấy cũng đâu có vấn đề gì lớn đâu Huệ. Ba, con có hư hèn gì đâu mà ba gả con đi gấp vậy? Huệ à, con phải hiểu cho ba. Ai có con gái á cũng muốn gả con gái mình ở chỗ giàu sang đàng hoàng sung sướng hết con à. Ba nói anh Hải giàu có thì con không có cãi, nhưng mà nói anh đàng hoàng á thì ba sai rồi. Ba làm ăn với thằng Hải lâu nay ba biết tánh nó. Nó là người đàng hoàng, con yên tâm đi. Đàng hoàng mà suối gái bia ôm, dụ dỗ một cậu học trò còn non nớt, đáng tuổi em cháu mình. Đàng hoàng mà suối người ta đâm chém người khác. Ba có biết là ông nói gì với con không? Nó nói gì với con? Ông nói á là nếu mà ông muốn là ba sẽ gả con cho ổng, rồi bắt con làm con ở trong nhà của ổng. Cái gì? Vì cái tội con không ưng ổng á. Huệ, con nói cái gì kỳ vậy? Thằng Hải không bao giờ làm những cái chuyện bậy bạ như vậy đâu con. Ba à, còn rất nhiều điều mà ba không hiểu hết về ổng đâu. Ba, con xin ba, ba đừng ép gả con cho người như vậy nữa. Có thật là thằng Hải dám làm điều đó không? Anh về rồi hả? Ừ. Nè,
Đây là tiền anh giao bàn ghế cho người ta. Em cất đi. Anh có lấy một ít để mua mấy thứ lặt vặt. Nè. Sao anh không giữ lại trong người một ít? Khi nào cần mua thì có. Em giữ cũng như là anh giữ thôi. Dạ. Vậy thì em để trong tủ. Khi nào cần thì anh cứ lấy nha. Anh biết rồi. Ủa sao cô thà cô đi đâu mà không thấy cổ mà xuồng cô lại ở đó ta? Lúc nãy chị dân kế bên kêu em nhắn cổ lên cắt rau muống. Chắc là cổ đi rồi đó anh. Vậy hả? Em nè. Dạ. Em còn nhớ hồi đó bác sĩ nói làm sao về chứng mất trí nhớ của cổ không? Nhớ chứ anh. Họ nói cô Thà có thể tỉnh lại, mà cũng có thể là không. Nhưng sao tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện đó vậy? Thời gian trôi qua cũng lâu rồi. Anh chợt nghĩ tới một lúc nào đó Thà tỉnh lại. Em cũng có khác gì anh. Em vẫn mong cô nhớ lại mọi chuyện. Vô. Bữa nay tôi dẫn anh vô đây nhậu với tôi. Quán này làm đồ ăn rất là ngon. Vậy hả? Thành ra rất thích hợp cho mọi người đến đây để nhậu nhẹt vui chơi. Ôi vậy thì quý quá. Không lẽ nó... anh ơi, anh vô trọng trước đi, chút xíu tôi vô sau ha. Vậy ha. Lẽ của chị Hiền. Giữa bà với má có chuyện gì mà sao mấy bữa nay mình thấy hai người rất là lạ? Má. Gì vậy con trai? Có chuyện gì mà con thấy má băn khoăn quá vậy? Bộ ba làm gì má buồn hả? Đâu có. Con đừng nghĩ quan cho ba con. Tại con thấy má không vui mà. Má có gì mà không vui đâu. Được một người chồng tốt như ba con, có được một đứa con ngoan như con, thì má còn đòi hỏi gì nữa chứ? Má nói thiệt không? Má nói thiệt. Má. Má kể cho con nghe chuyện tình cảm giữa ba với má đi. Sao tự nhiên lại đòi nghe chuyện tình cảm của ba với má? Thì tại từ lúc con lớn khôn tới giờ á, con luôn ngưỡng mộ gia đình của mình. Lúc nào cũng êm ấm hết á. Không khi nào con thấy ba với má nặng lời với nhau. Con tự hỏi là trước khi cưới nhau á, ba với má có phải là mối tình đầu của nhau hay không? Cái thằng,
bài đặt điều tra chuyện tình cảm của người lớn. Ừ, tại con tò mò chứ bộ. Ừ, má nói cho con biết đi má. Ba con là mối tình đầu của má. Ngoài ba con ra, má chưa từng nghĩ đến người đàn ông nào khác. Vậy còn ba con thì sao má? Không phải ba con rất tốt với má con mình sao? Con còn quan tâm làm gì nữa? Thì tại con thắc mắc thôi. Thôi, để má vô dọn cơm cho hai ba con ăn. Ăn cơm rồi ba con còn phải đi chở bàn ghế ra giao cho người ta ở ngoài chợ nữa. À, hay con sẵn tiện ra chợ con đi học thêm á má. Má cho con bỏ chiếc xe đạp xuống xuồng theo phụ ba nha. Được vậy là hay quá rồi. Nè. Dạ. Má quên nhắc con, còn 2 tuần nữa là tới đám giỗ bà nội. Ba con muốn đưa má con mình về thăm mộ bà nội. Con sắp xếp bữa nào không học á thì nói cho ba má biết nghe. Dạ, vậy thì hay quá. Lâu rồi con cũng không có về quê đi thăm mộ nội với ngoại, thăm ông bà Út nữa. Dạ, để con coi lịch học của con lại rồi con nói má nha. Ừ, thôi đi. Dạ. Tụi mình tới rồi. Anh. Ừ, đẹp thiệt. Dạ, cảm ơn anh. Nhìn có bộ chắc chắn ha. Dạ, xong hết rồi đó ba. Ba cảm ơn con. Chờ tôi một chút, tôi vô lấy tiền nha. Dạ. À, Nghĩa nè, con phụ ba một tay khiêng bàn ghế cho bác đi. Dạ. Chị ơi. Dạ. Lấy cho tôi coi cái áo. Cái này hả chú? Mua gì vậy cưng? Dạ bán cho em cũng tập. Ba mình đúng là người đàn ông chu đáo. Lấy tôi cái này đi chị. Chị Hiền. Hiền. Cô kiếm tôi chi vậy? Hả? Chả. Sao cô lại đưa tiền cho tôi? Tôi đi bán nhiều tiền lắm. Nhiều lắm. Không có lấy. Không có lấy đâu. Không lấy. Nhưng mà lấy cái này nha. Cảm ơn. Mấy cái này đâu phải của tôi đâu. Chị đừng có gạt tôi. Tôi biết hết đó. Tôi không có khùng đâu nha. Nha. Nếu là ăn trộm, nó sẽ chỉ lấy đồ của tôi thôi. Đâu có chuyện nó cho đồ tôi đúng không? Tôi không có khùng đâu. Liêu liêu. Tôi biết hết đó nha. Tiền của tôi có bao nhiêu tôi biết hết đó. Không có gạt được tôi đâu. Tôi nói thiệt đó, cô tin tôi đi. Cái này không phải là của tôi. Vậy chứ cô ơi. Có thể của một người tốt bụng nào đó thương cô, muốn giúp đỡ cô, nhưng sợ cô không có nhận nên đành phải làm vậy. Thôi cô nhận đi, đừng có làm phụ lòng người ta. Ông lấy. Nghe lời tôi đi mà, không có sao đâu. Được làm chút gì đó cho cô, chắc người ta cũng vui. Cô đừng có phủi bỏ hen. Không phải của chị luôn hả? Cô đừng có bận tâm, cứ nhận tấm lòng của người ta.
Bây giờ tôi bận, tôi cắt lục bình rồi. Khi nào rảnh á, tôi lên ghe nói chuyện với cô nghe. Tôi hứa. Bác muốn gả con Huệ cho con không hẳn vì con giàu có, và cũng không hẳn vì bác cần con trong chuyện làm ăn. Hai cái đó chỉ là phụ thôi. Còn cái chính của bác là bác muốn con Huệ nhà bác có được một người chồng chín chắn, biết tính toán làm ăn, một lòng thương yêu nó và đảm bảo cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Thiệt lòng mà nói, trước đây bác rất tin tưởng ở con, nhưng mà gần đây bác không thấy yên tâm nữa. Tôi đã làm gì sai sao? Có phải chính con đã sai người đâm thằng bạn học của con Huệ có đúng không? Con không chối, con nghĩ chuyện đó cũng đâu có gì, chỉ là cảnh cáo nó tránh xa vợ sắp cưới của con thôi. Không lẽ vì chuyện đó mà bác đã mất lòng tin với con à? Không hẳn như vậy. Tuy nhiên bác không đồng ý cách làm đó của con. Cái thằng đó chẳng qua chỉ là một thằng học trò, cái mặt nó còn bún ra sữa, vả lại nói với con Huệ nhà bác cũng chả có cái gì đâu. Cần gì con phải nặng tay chứ? Bác nghĩ nếu con mà nặng tay á, thì giờ này nó giữ được cái mạng của nó sao? Thôi, dẹp cho nó qua bên đi. Bây giờ bác muốn hỏi con một câu nè. Có phải là con đã hăm dọa con Huệ nhà bác là sau khi cưới nó rồi con bắt nó làm một con ở để đài đọa, có đúng không? Đúng không? Đó chỉ là những lời nói lúc tức giận thôi. Bác bận tâm làm cái gì? Còn nữa, bác rất là thất vọng khi biết con cặp kè với rất nhiều cô gái khác. Trong khi đó con nói con một lòng yêu thương con Huệ nhà bác. Cho nên Hải à, bác nghĩ bây giờ cái chuyện cưới hỏi không thể tiến hành gấp gáp theo ý của con được đâu. Có phải là con đã hăm dọa con Huệ nhà bác là sau khi cưới nó rồi con bắt nó làm một con ở để đài đọa, có đúng không? Đúng không? Đó chỉ là những lời nói lúc tức giận thôi. Bác bận tâm làm cái gì? Còn nữa, bác rất là thất vọng khi biết con cặp kè với rất nhiều cô gái khác. Trong khi đó con nói con một lòng yêu thương con Huệ nhà bác. Cho nên Hải à, bác nghĩ bây giờ cái chuyện cưới hỏi không thể tiến hành gấp gáp theo ý của con được đâu. Mà bác muốn giữa hai đứa phải có sự thấu hiểu và thông cảm với nhau. Thì ra nãy giờ bác nói chuyện là nhằm mục đích này. Bác à, con đã từng tuổi này rồi, nếu chưa biết mùi đàn bà mới là chuyện lạ đó. Bác cũng là đàn ông mà, để chi những cái chuyện nhỏ nhặt qua đường đó. Con có cặp bồ với ai thì con cặp, nhưng người con cưới hỏi đàng hoàng là con gái của bác. Vậy là được rồi, bác còn đòi hỏi cái gì nữa? Hải, con đừng có quên, con Huệ nhà bác là đứa con gái mới lớn, nó không có chấp nhận những cái chuyện đó đâu. Thì có sao đâu, chỉ cần ông chấp nhận là đủ rồi. Rồi từ từ nó sẽ phải ngoan thôi. Hải, trước mặt bác mà con lại nói như vậy à? Con sợ gì mà không dám nói? Con nói là nói sự thật mà. Bác không muốn nói chuyện với con nữa, con về suy nghĩ lại thái độ và những lời nói của con vừa rồi đi. Để thử coi ông sẽ lại tìm tới thằng này để mà nhờ giả thôi. Không phải chị Hiền đâu. Công nhận ba với má tình dễ sợ. Con biết bữa nay má có gì vui đúng không má? Ủa, bữa nay có chuyện gì mà con hỏi vậy? Thì ba chu đáo với má quá trời, còn gì nữa. Tới con mà còn phải ghen tị nữa nè. Cái thằng này, thì từ hồi nào tới giờ á, ba con vẫn giúp má làm những cái chuyện này, chứ có phải là lần đầu đâu. Con còn ganh tị cái gì nữa? Chứ không phải là chiếc xe đạp của con á tự tay ba tra dầu mỡ cho con hay sao? Mà không phải,
Con không có nói chuyện này. Vậy chứ con nói chuyện gì? Hay là ba muốn dành bất ngờ cho má? Mình không nên nói ra. Từ từ má sẽ biết. Cái thằng này đúng là tuổi mới lớn, cứ vui buồn bất chợt hả? Má, hả? Cho con qua nhà thằng Út Minh lấy tập cái nha. Ừ, nhưng mà con qua đó thì lấy tập rồi về liền đó nghe. Dạ, thưa má con đi. Ừ. Anh à, em có dặn bên dì Sáu mớ lá chầm. Bữa nào á em kiếm chuyện dỗ cô Thà lên bờ đi đâu đó, anh tranh thủ xuống lợp lại cái mui ghe cho cổ nghe anh. Sắp tới mùa mưa dầm rồi mà cái mui hiện giờ đã mục. Ờ. Má, sao má cứ đèo bồng chuyện của người dân hoài vậy? Nhà mình có trách nhiệm gì với bả đâu. Má lo cho bả từng ly từng tí. Đâu phải bà má đèo bồng, mà chỉ muốn giúp người thôi con à. Con nói rồi, con không có thích. Nghĩa? Dạ. Cô Thà một thân một mình sống lên đên sông nước, ba má giúp cổ một chút thì có gì đâu con. Con đừng quá ích kỷ như vậy. Con không phải là ích kỷ, con chỉ không muốn người ngoài xen cho cuộc sống của gia đình mình thôi à. Thôi được rồi, nếu ba má muốn làm từ thiện á, lát nữa con sẽ xin địa chỉ hội chữ thập đỏ của tỉnh mình á. Lúc đó ba má muốn quyên góp bao nhiêu con cũng không có ý kiến gì đâu. Con nói gì kỳ vậy Nghĩa? Dì Thà cần giúp đỡ ngay trước mắt mà mình làm ngơ, lại đi quyên tiền làm từ thiện chi hả con? Má thiệt không hiểu nổi con. Con no rồi, con xin phép ba má con vô học bài. Sao kỳ vậy anh? Em cứ tưởng nó không còn ác cảm với cô Thà nữa chứ. Nếu như vậy á là bác không giữ lời hứa với con rồi. Không phải là bác không giữ lời hứa, nhưng gì thì gì, phải để con Huệ thi xong cấp 3 rồi mới tính. À mà còn nữa, bác vừa nghe tin á, một cô trên thị xã đã xuống đến nhà con á, làm rùm beng lên vì chủ cái bào thai trong bụng đó là của con, đúng không? Con đã nói rồi, bác đừng có bận tâm mấy cái chuyện đó. Sao lại không bận tâm con? Bác không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể liều lĩnh với hạnh phúc của con gái mình như vậy được. Vậy của bác làm sao? Bác nói thẳng cho con biết luôn, bác không thể gả con Huệ cho con. Nè, ông tưởng con gái của ông á là lá ngọc cành vàng á, là hoa hậu thế giới hả? Ông đừng có sống trong ảo tưởng nữa. Mày ra khỏi nhà tao. Tao nói cho mày biết, đối với tao 10 con hoa hậu thế giới không so sánh bằng con Huệ nhà tao đâu. Ông khỏi đuổi. Từ nay tôi với ông coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt. Có chuyện gì á thì ông ráng mà chịu nha, đừng có chạy tới mà cầu cứu thằng này. Tao nói cho mày biết, mày tưởng không có mày Năm Quỳnh này chết hả? Đừng có mơ. Và cái đầu còn bị nó qua mặt, cứ tưởng là thằng đàng hoàng tử tế. Nếu không, chút nữa là mình giao con gái mình cho nó rồi. Ba, má. Ờ. Con ngồi đi. Dạ. Dạ, từ đây tới cuối tháng con không rảnh được ngày nào. Chủ nhật con cũng phải đi học thêm nữa, chắc con không về quê với ba má được. Đừng có buồn con nha, chừng nào con thi xong con sẽ về ở với ông bà Út cả tháng luôn. Không sao đâu con, ba má hiểu mà. Ông bà Út cũng không trách con đâu, năm nay phải ưu tiên hàng đầu cho việc học chứ. Về thăm mộ ông bà lúc này không được thì lúc khác, lo cái gì? Nếu con bận rồi thì thôi, để ba má đi một mình cũng được mà. Rồi cái tới ngày cúng cơm bà nội con á, thế nào ông bà Út cũng lên thăm nhà mình nè. Dạ. Còn nó không đi thì em ở nhà lo cơm nước cho nó nghe anh. Không sao đâu má, má cứ đi với ba đi, con tự lo được mà. Không được, má muốn con đi học về tới nhà phải có cơm canh nóng sốt đợi sẵn,
Con xấu tính đói vậy, đi về còn lo chuyện cơm nước nữa, chắc con xỉu luôn á. Má này, má làm cho con còn nhỏ lắm không bằng. Trong mắt của má, trong lòng của má, con lúc nào cũng là một đứa bé, cần có má bên cạnh, biết chưa? Dạ. Không có sao đâu, má sẽ ở lại nhà với con. À, ba con đi một mình cũng được mà, phải không anh? Để má con ở nhà với con đi, ba đi một mình cũng được mà. Má, sao giờ này con thấy ba ho nhiều quá vậy? Má cũng không biết nữa, nhưng mà má cũng lo lắm á. Ba ăn đi ba. Không, ba không ăn đâu. Có chuyện gì vậy ba? Huệ à, ba đã hủy lời hứa gả con cho thằng Hải rồi. Hả? Con yên tâm mà học hành đi con. Thiệt hả ba? Ừ, thiệt. Thiệt hả? Con cảm ơn ba. Con thương ba quá à. Con đó. Con mừng quá à. Buông ra cho ba thở con. Con biết là ba thương con lắm mà. Đời ba bây giờ, ba chỉ có một mình con. Không thương con thì thương ai bây giờ Huệ? Cũng chính vì thương con, cho nên ba muốn chọn cho con một cái tương lai hạnh phúc tốt đẹp. Ba, sao ba lại đổi ý vậy? Tại ba nhận ra thằng Hải trước đây có nhiều điều ba chưa biết. Ba không dám chắc là sau này con về làm vợ của nó có hạnh phúc hay không, cho nên ba mới... Nhưng ba làm vậy á, chắc chắn là quan hệ của hai người sẽ không được như trước nữa, đúng không ba? Dĩ nhiên là vậy rồi. Trước giờ mỗi khi chuyện làm ăn của ba bị trục trặc á, đều có nó ra mặt giúp đỡ, vì quan hệ của nó rất là rộng. Nhưng từ nay thì không nhờ cậy gì được rồi. Ba, có khi nào ảnh hãm hại ba không? Nó dám à? Nó mà đụng tới ba, ba không buông tha cho nó đâu. Nói chung á, mỗi người đều nắm được cái tẩy của nhau hết rồi, con đừng có lo nha. Ba, bây giờ nhà mình đã đầy đủ tất cả rồi, ba đừng có làm những cái việc nguy hiểm đó nữa. Ba nghe lời con, dừng lại đi ba. Mình làm ăn buôn bán bình thường, ba con mình sẽ tiết kiệm là được rồi. Sau này con ra trường, con đi làm có tiền, con sẽ báo hiếu cho ba. Chờ con báo hiếu, chắc lúc đó mộ ba sanh cỏ rồi quá. Ba, ba nói gì kỳ quá à. Ba còn trẻ, còn khỏe lắm mà. Ba hãy dì con, đừng có dấn thân nữa, bỏ đi nha ba. Lỡ mà mai mốt ba có chuyện gì, con biết sống với ai nha ba. Để ba suy nghĩ lại coi. Ba còn suy nghĩ gì nữa? Hay là ba trở lại nghề buôn bán lúa gạo giống như hồi trước nha. Trời ơi, cái con nhỏ này được nước là làm tới à. Ba nói ba cần thời gian suy nghĩ để sắp xếp lại mọi thứ. Vậy thì ba suy nghĩ nhanh nhanh nha. Con nhỏ này thiệt tình. Nghĩa, đau sao? Đau sao? Đưa dì coi. Vết thương bị làm sao vậy con? Đưa dì coi đi. Đi con. Tôi bị sao kệ tôi, liên quan gì tới dì? Mà mốt con đừng làm vậy nữa. Đưa dì coi. Đi con. Tôi kêu gì đi. 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 Rất là tỉnh táo. Ta biết chính xác cái vết thương nó nằm ở chỗ nào. Có đúng là thà là người đàn bà đã cứu thằng Nghĩa không? Có đúng không? Thà
Đừng bắt tôi. Anh nói chuyện với em một chút có được không? Không. Đừng bắt tôi. Thà, em bình tĩnh đi. Anh không bắt em. Thật sự em không biết anh là ai hả? Em sợ lắm. Thà, đừng bắt. Thà, tôi được rồi. Anh xin lỗi. Thà, tôi được rồi. Đừng bắt. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Đừng bắt. Đừng bắt. Cứu. Cứu. Đừng bắt. Nghĩa à? Dạ. Chỗ vết thương của con á, có bị làm sao không? Dạ không ba, hết lâu rồi mà. Sao lúc chiều ba thấy là giống như con bị đau lại vậy? Nghĩa, con đau ra làm sao? Sao không nói cho má biết vậy? Ba thấy hả? Ba tính bước ra, nhưng tại vì có cô Thà ở đó, ba sợ làm cổ bị hốt hoảng. Con đau làm sao vậy Nghĩa? Dạ đâu có sao đâu má. Tại con ăn cơm no quá, xong con tập thể dục rồi bị sốc hông thôi à. Ừ. Con phải cẩn thận đó nghe chưa. Nếu thấy trong người có gì bất thường thì nói cho má hay liền, để má đưa con đi khám. Coi chừng bên ngoài nó lành, nhưng bên trong nó chưa có lành đó nghe con. Dạ con biết rồi, con không sao đâu. Dì Thà thấy con đau chắc là lo lắm phải không Nghĩa? Cái bà đó suốt ngày cứ chàng ràng trước mặt con, bực mình gì đâu á. Nghĩa à, con... Nghĩa à, con không hề có chút ấn tượng gì về người đàn bà lần trước đã cứu con sao? Dạ không. Lúc đó con chỉ thấy loáng thoáng là có người ôm con, kêu khóc sùm thôi à. Rồi sau đó con bất tỉnh luôn, không nhớ gì nữa hết. Ôm lấy con và kêu khóc hả? Dạ. Ủa, mà sao ba lại hỏi chuyện đó? Gia đình mình nợ người ta món nợ lớn như vậy, lúc nào ba cũng canh cánh bên lòng. Nhưng mà tại sao người cứu con lại ôm con mà khóc chứ? Nghĩa, con làm bài xong chưa? Dạ, cũng vừa xong rồi má. Còn vừa nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa. Dạ. Thưa ba má con vô. Ừ. Anh quên rồi sao? Lúc đó cô y tá có kể cho mình nghe, khi người đàn bà đó đưa thằng Nghĩa tới bệnh viện, ai cũng nghĩ bà là má của con mình, vì bà cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhưng sau này mọi người mới biết ra, chẳng qua là vì con của bà cũng trạc tuổi con của mình, nên người đó mới có cảm xúc như vậy. Ôm thằng Nghĩa vẫn khóc, lo lắng cho thằng Nghĩa như con ruột. Có đứa con trai trạc tuổi thằng Nghĩa. Cảm ơn dì, tôi không có sao, tôi hết đau rồi. Không có xuồng có Thả ở bên sông này. Đau sao? Thả biết thằng Nghĩa bị thương. Dì đi chỗ khác đi. Biết chính xác với tương ở phía nào. Vậy tôi có bị làm sao không con? Dì đi đi. Con nghi ngờ gì sao? Không, không đâu, không thể được. Không thể để cho mọi người phát hiện được. Không được. Không được.
Em nghe anh nói nè, em nghe anh nói nè Thợ ơi. Thợ ơi, Thợ ơi. Anh ơi, anh nằm mơ hả? Anh cũng không nhớ nữa. Thôi, anh nằm xuống ngủ tiếp đi, không sao đâu. Em à, hình như lúc nãy anh có hét lên. Em có nghe anh hét gì không vậy? Hả? Dạ không, hồi nãy em ngủ nên không có nghe rõ. Vậy thôi, em ngủ đi. Em nghe anh nói nè, thợ ơi, thợ ơi, thợ, thợ, thợ ơi, thợ, thợ.